私のことを覚えていますか？文先生ですね。じゃあ、言語流動のドラム3番。皆さんのデートはどうでしたか？楽しかったですか？ngày Tết của các em thì như thế nào? Có vui không? Nắng ngày gì cầm, nhà sư mì hô, tốt tệ, mai nhi chi bên kêu stay mastaka. Và được nghỉ Tết dài như thế thì các em có học không? Tha bưng bên kêu stay này không hồi mắt nhé. Xem xem mô bên kêu stay này các bạn thấy chưa? Một đại tài thì cô đồ đi xe ô xe mastaka. Tha hiền đấy sao? Các em có học bài không? Được nghỉ dài như thế thì chắc là không học nhỉ? Bản thân tôi cũng chẳng học gì cả vì tôi phải chăm em bé mệt lắm. Đấy. Tsuki benkyou shimashou ne. Bây giờ chúng ta quay lại với bài học nhé. Zenkai wake o benkyou shimashita ne. Mokkyou wa sukoshi goyou o benkyou shimashou. Buổi hôm trước thì chúng ta có học về cấu trúc mà sử dụng từ wake. Thế ngày hôm nay thì chúng ta sẽ làm quen một chút với từ vựng của N3 và N2 nhé. Đấy, mình đang sao? Hôm nay tôi có đồ mì tê cửa sai. Kiểu nô lesson là kiểu ngô tô ghi tài ngô đấy. Các bạn nhìn lên trên bảng và bài học ngày hôm nay của chúng ta là học về kiểu ngô ghi tài ngô nhé. Ghi ông ngô ghi tài ngô. Ghi ông ngô là từ tượng thanh. Ở đây chúng ta nhìn thấy chữ ô không? Đó, ô có nghĩa là âm, là để tượng trưng cho âm thanh, từ tượng thanh. Ở đây chúng ta có ghi thai cổ. Thai là thái, trong hình thái. Và ghi thai cổ có nghĩa là từ tượng hình. Đấy, tiếp theo. Ô tổ, ni ca sử ô tổ bản. Đầu tiên chúng ta làm quen với từ mà có liên quan đến âm thanh, ô tổ. Ra sở. Từ đầu tiên chúng ta làm quen đó là từ ra sở. Thì sao sao là để miêu tả cái tiếng mưa rơi rào rào hoặc là mưa rả rích. Ame ga zarazara futtete shiai ga endi sarechatta. Trời mưa rơi rả rích cho nên trận đấu đã bị hoãn lại. Và ngoài ra thì zarazara còn miêu tả một cái trạng thái là xô xì hoặc là sần sùi, da kiểu như da cóc vẻ. Đó, các em hình dung ra được chưa? Ở đây chúng ta có kare no te wa zara zara shiteru. Tay của anh ta sần sùi hoặc là các em có thể nói là thô ráp, sần sùi thô ráp. Hoặc là da kiểu nhiều mụn thì bảo da tớ như khóc vẻ. Thì lúc đấy cũng là zara zara quay rồi nhé. Đấy, tiếp theo bara bara. Bara bara cũng để miêu tả về mưa, nhưng mưa ở đây là mưa tí tách. Đấy, tức là mưa từng hạt thôi chứ không phải là mưa rào rào. Bara bara futte iru kedo kasa ga nakute mo ii yo. Mưa rơi tí tách cho nên là không cần có ô cũng được. Ngoài ra bara bara cũng có thể nói về cái sự ví dụ như là đồ đạc rơi tứ tung này, hay là ý kiến rời rạc, những cái gì rời rạc là tả tứ tung thì chúng ta cũng có thể sử dụng bara bara. Mono bara bara otosu, tức là đánh rơi đồ đạc tứ tung lung tung là tả. Đấy, tiếp theo why why. Why là để miêu tả về âm thanh, tức là để nói về sự ồn ào ầm ĩ. Môn gai ne gun shu ga why why sawai de iru, tức là bên ngoài cửa sổ có một đám đông đang gây ồn ào. Đấy, thì đó là những từ liên quan đến ô tô âm thanh. Tiếp theo wow. Các em có nhận ra từ wow không? Chữ Hán của nó là gì? Là chữ tiếu mà, tiếu trong tiếu lâm là cười đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai từ liên quan đến nụ cười, đó là nico nico, nicoli. Nico nico cũng là một cái phương châm của trung tâm, đấy là cười tươi, không phải là cười như này mà là cười tươi. Và khi các em đi phỏng vấn ở công ty Nhật ấy, thì người ta rất là chú trọng đến mặt cười tươi, ví dụ như sensei đó. Đấy, thì ở đây chúng ta có thể nói là nico nico là tươi cười này, hoặc là cười tủm tỉm này, cười tuyệt vẹn này, cười rất là tươi. Maria san wa itsu demo nico nico shiteru. Maria lúc nào cũng tươi cười. Vân sen sen to onaji desu ne, giống tôi quá. Ai, tsugi. Kanojo wa watashi to au tabi ni nikkori wakatta.
Cô ấy cứ mỗi khi gặp tôi thì đều cười rất là tươi. Ở đây chúng ta có tà bì nít là mỗi khi. Nhé. Tiếp theo, mi lự là liên quan đến nhìn. Chúng ta có chữ mi lự là từ liên quan đến nhìn. Ở đây chúng ta sẽ có hai từ đó là shito và shiro shiro. Thì nó có nghĩa là nhìn chừng chừng, nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú. Đã có bạn nào bị anh chàng hay là cô nàng nào nhìn chăm chú chưa? Lúc đấy thì em cảm thấy nào? Hazukashii desu ka? Đấy. Kare ni jitto mirarete kao ga matakasari nachatta. Đây là tâm sự của cô nàng. Tôi bị anh ấy nhìn chằm chằm, thấy là mặt tôi đỏ bừng lên. Chắc là các em cũng đã từng bị như thế rồi đúng không? Ừ. Nhưng mà thấy anh nào đẹp trai thì đừng có nhìn nhá. Em gần ai đó, vô duyên lắm. Tiếp theo, hito no kao wo jiro jiro minai de kudasai. Ở đây là câu của CC vừa nói đấy. Đừng nhìn chằm chằm vào mặt của người khác. Nhớ đâu mặt người ta đầy mụn, mình nhìn vào thì người ta xấu hổ. Được rồi. Đấy, tiếp theo, hanasu. Hanasu là liên quan đến việc nói. Ở đây chúng ta sẽ có butsu butsu, hisho hisho, pera pera. Butsu butsu là để nói về cái việc nói đúng đúng trong miệng, giống như các em bảo là sao mồm này cứ như là ngậm hột thịt đấy, tức là cái mồm nó cứ lúng búng lúng búng. Có thể chúng ta miêu tả là thầu bà lầu bầu hay là lầm bà lầm bầm trong miệng này. Đó. Kare wa itsumo utsubutsu fue wo iteru. Anh ta lúc nào cũng lầu bà lầu bầu trong miệng. Đấy. Tiếp theo, hisho hisho. Hisho hisho là để nói kiểu hai người nói thì thầm, thì thào vào tai nhau, kiểu nói chuyện gì cũng dở. Hisho hisho hanashi wa yamenasai. Dừng ngay cái việc nói chuyện thì thầm đi nhá. Đó. Bạn nào đi làm công ty ấy, mà đang họp ấy, mà đang nói chuyện với sếp thế nào cũng nói hisho hisho hanashi wa yamenasai ne. Dabe desu yo. Sai go, pera pera. Pera pera là để nói về cái việc mà nói tốt tường thuật, nói rất là trôi chảy, rất là lưu loát, không bị vấp gì cả. Ta tôi bảo, watashi wa nihongo ga pera pera ni naritai. Tôi muốn nói trôi chảy tiếng Nhật. Cái này chắc lại buồn đúng không? Tiếp theo, taberu nyomu. Cuối cùng chúng ta làm quen với từ liên quan đến việc ăn và uống. Peko peko. Peko peko. Onaka ga peko peko. Trước đây chúng ta đã được học để nói về cái việc mà nói bụng ấy, thì các em mới nói là onaka ga sukimashita. Nhưng để miêu tả nó kỹ hơn thì onaka ga peko peko desu, có nghĩa là cái bụng của tôi đói cồn cào sôi sùng sục. Né. Onaka ga peko peko de me ga mawari souda. Tôi đói bụng đến mức hoa cả mắt. Ở đây chúng ta có me là mắt và mawari là xoay vòng quanh, thì là đói bụng đến hoa cả mắt. Học nhiều quá mà đói hoa mắt nè. Sai hộ gục cực gục cực. Thì trước đây chúng ta còn nói về cái việc mà khát nước ấy, nodo ga kawakimasta. Nodo của họng, cái họng của tôi bị khô, tức là tôi khát nước. Không ạ, khi khát nước thì sẽ như nào? Đó, uống nước ừng ực. Thì bản thân cái từ gục cực này để miêu tả về cái việc mà các em uống nước ừng ực. Mizu o gục cực nodo desu ne. みなさんよくわかりましたか? 何かわからなかったら遠慮なく先生に聞いてくださいね. Các em đã hiểu bài học ngày hôm nay chưa? Nó chỉ ngắn như vậy thôi. Và có gì không hiểu thì các em cứ tự nhiên hỏi thân CC nhé. Hai, みなさん, 今日のレッスンこれで以上ですよ. 次の N2 と N3 のコースに参加してほしいですね. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Và cô rất là mong các em sẽ đăng ký tham gia vào những khóa học N2, N3 để chúng ta sẽ cùng nhau học nhiều hơn nữa. Hay, bây giờ sao? Cô lên cả là Motto, Motto, Gamgarimashou ne. Sayonara, ja ne.